Hi there, welcome back to our channel. Our lesson today is Workbook Unit 7 Growing Up Writing A Description of Person. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là sách bài tập Unit 7, chủ đề Growing Up, lớn lên trưởng thành, phần Writing. Ok, A Description of Person là mô tả về một ai đó. Ok, now, language point. Punctuation là chúng ta sẽ tập trung vào cái điểm ngữ pháp, đó là gì? Dấu chấm câu. Now exercise 1, choose the correct word. Chúng ta sẽ chọn ra từ đúng. Ok. That singer on TV is Sear. Sear. Ok, that singer on TV is Sear. Như vậy ở đây sẽ là cái ca sĩ đó, cái ca sĩ mà trên truyền hình là Sia. Như vậy Sia là tên tên riêng đúng không? Như vậy chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên. Ok. Now number one, what is that actor like in real life? Diễn viên đó thì ở ngoài đời như thế nào? Ok, diễn viên đó ngoài đời là người như thế nào? What is that actor like in real life? Diễn viên đó ngoài đời thì như thế nào? Cái diễn viên đó thì trong cái cuộc sống đời thực của họ, trong cuộc sống đời thường của họ thì như thế nào? Như vậy ở đây là một dạng câu hỏi, thì như vậy là chúng ta sẽ chọn life và có dấu hỏi. Ok, câu này là một câu hỏi. Ok, number two, I'm listening to the radio, be quiet. Tôi đang nghe radio, hãy yên lặng. Tôi đang nghe đài, hãy yên lặng. Như vậy ở đây là một câu mệnh lệnh, imperative. Như vậy ở đây sẽ là dấu chấm than. Be quiet. Ok, number 3, this is Shazas. This is Shazas. This is Shazas. Favorite song. Đây là bài hát yêu thích của Shazas. Shazas. Như vậy ở đây sẽ là possession, trường hợp sở hữu bài hát yêu thích của Sarah. Như vậy ở đây chúng ta phải có cái apostrophe, phải có dấu mốc. Ok, apostrophe. Number 4, do you like that new magazine? Bạn có thích cái tạp chí mới đó không? Như vậy ở đây là một câu hỏi. Ta có question mark. Như vậy ở đây sẽ bắt đầu bạn do you like. Như vậy là trợ động từ do của chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên. Do you like that new magazine? Do you like that new magazine? Bạn có thích cái tạp chí mới đó không? Question number 5, this is a popular Turkish TV series. Đó là một cái bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy ở đây Turkish là một tên riêng. Chúng ta sẽ viết hoa. Chúng ta sẽ chọn Turkish here. Number 7, Daniel Radcliffe is a famous actor. He's from the UK. Kết thúc câu ta phải có dấu chấm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn actors. Ok, có dấu chấm. Ok. Number 7, read the books, then watch the DVD. Đọc sách và sau đó thì xem đĩa DVD. Như vậy ở đây read the books là dạng pause, ngừng, thì chúng ta sẽ có dấu phẩy. Như vậy chúng ta sẽ chọn books. Ok, read the books, ngừng, pause. Khi chúng ta dừng, tạm dừng thì chúng ta sẽ có dấu phẩy nhé. Read the books, then watch the DVD. Chúng ta sẽ đọc sách, sau đó thì sẽ xem DVD. Ok. Now, exercise 2. Rewrite the sentences with the punctuation. Chúng ta sẽ viết lại câu với cái dấu chấm câu. Ok. Will Smith is a famous American actor. Thì chúng ta sẽ viết lại là Will Smith is a famous American actor. Will Smith là tên riêng, chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu dòng. Ok, American, tên riêng. Ok, chúng ta sẽ viết hoa. Number one, he lives in the city of Los Angeles. So we can write here, he lives in the city of Los Angeles. Cậu ấy sống ở thành phố Los Angeles. Ok, number two, he's interesting music, golf and football. So we can write here, he's, ok, đây là he's, là dạng viết gọn của he is. Ok.
Okay. He's interested in music, golf and football. He's, ở đây là viết gọn của he is. Và chúng ta phải có dấu phẩy giữa music and golf. Đây là phần liệt kê. Thì chúng ta phải có dấu phẩy. Và cuối câu, chúng ta sẽ có dấu chấm. Okay. And number three, he's got a daughter. He got a daughter. Her name is Willow. Ở đây, he's. We have her apostrophe here. Okay. He's got. Ở đây mình đó. He's got là hình thức viết gọn của he's. He has got. Okay. He's got a daughter. Kết thúc một câu chúng ta sẽ có dấu chấm. Her name is Willow. Alright. He got a daughter. Her name is Willow. Okay. He's got là viết gọn của he has got a daughter. Kết thúc một câu chúng ta sẽ có dấu chấm. Bắt đầu câu mới chúng ta sẽ viết hoa. Her name is Willow là tên riêng. Chúng ta cũng phải viết hoa chữ cái đầu tiên. Okay. Number four, I like Will Smith a lot. I like Will Smith a lot. Bắt đầu câu chúng ta sẽ viết hoa. Tên riêng chúng ta sẽ viết hoa. Kết thúc câu chúng ta sẽ có dấu chấm. Okay. I like Will Smith a lot. Tôi thích Will Smith rất là nhiều. Okay. Do you like him too? Okay, do you like him too? Đây là một dạng câu hỏi. Okay. Bắt đầu câu, đầu câu chúng ta sẽ viết hoa. Do you like him too? Okay, và đây là sẽ có dấu hỏi nha. Okay, do you like him too? Okay. Và bạn cũng thích anh ấy chứ? Okay, bạn cũng thích anh ấy chứ? Okay. Very good. Now let's move on exercise 3. Working past. One make questions. Another the other answer the exercise 3 working past. One makes questions. The other answers them. Then both complete description of J.K. Rowling. Okay, ở trong phần 3 chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Một người sẽ đặt câu hỏi và người còn lại sẽ trả lời câu hỏi. Và sau đó thì chúng ta sẽ cả hai sẽ hoàn tất cái phần mô tả về J.K. Rowling. Alright. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Ok. Chúng ta sẽ. Ok. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Một người sẽ đặt câu hỏi, người khác sẽ trả lời câu hỏi. Và sau đó thì cả hai sẽ hoàn thành mô tả về J.K. Rowling. Ok. Example number one. Who is she? Cô ấy là ai? She's a famous writer. She's from Wales. Cô ấy là ai? Cô ấy là một tác giả nổi tiếng. Cô ấy đến từ xứ Wales. Alright. Cô ấy đến từ xứ Wales. So number two, we have she lives in Edinburgh, Scotland. Cô ấy sống ở Edinburgh, ở Scotland. Như vậy mình sẽ đặt câu hỏi ở đây là gì? Where does she live? Where does she live? Okay, where does she live? Cô ấy sống ở đâu? She lives in Edinburgh, Scotland. Okay. Number three, she studied French and classics at university. Cô ấy học tiếng Pháp và các tác phẩm kinh điển ở trường đại học. Okay, cô ấy học tiếng Pháp và các tác phẩm kinh điển ở trường đại học. So we can ask here, what did she study at university, right? Okay, what did she study at university? Cô ấy đã học gì ở trường đại học? She studied French and classics at university. Cô ấy đã học tiếng Pháp và các tác phẩm kinh điển ở trường đại học. Number four, she's every kind 1 meter 65. She got blonde hair, blue eyes, and a friendly face. Cô ấy có chiều cao trung bình 1m65. Cô ấy có mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu xanh và một khuôn mặt thân thiện. So we can ask here, what does she look like? Okay, what does she look like? Cô ấy trông như thế nào? Okay, she average height. She got blonde hair, blue eyes, and a friendly face. Cô ấy có chiều cao trung bình, cao 1m65. Cô ấy có mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu xanh và khuôn mặt thân thiện. Okay. And number five, she became a famous writer in 1997 when her first book, Harry Potter and a Philosopher,
Stone became popular. Cô ấy trở thành một tác giả nổi tiếng vào năm 1997 khi quyển sách đầu tiên của cô ấy, Harry Potter và Philosopher's Stone, trở nên nổi tiếng. Okay, so we can ask here, when did she become a famous writer? Okay, when did she become a famous writer and why? Okay, when did she become a famous writer? Cô ấy trở thành một tác giả nổi tiếng khi nào? She became a famous writer in 1997. Okay, why? When her first book, Harry Potter and the Philosopher's Stone, became popular. Okay, cô ấy đã trở thành một nhà văn nổi tiếng vào năm 1997 khi cuốn sách đầu tiên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Okay, Philosopher's Stone, Hòn Đá Phù Thủy của cô ấy trở nên phổ biến. Okay. Okay, very good. Exercise 4, working past. Write questions and answers about a person you admire, then make a description of him or her. Use the test in exercise 3 to help you. Ở trong bài tập số 4, chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ viết câu hỏi và câu trả lời về một người mà em ngưỡng mộ. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái đoạn mô tả về cậu ấy hay cô ấy. Ok, và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng nội dung ở phần bài tập 3 để giúp các bạn nha. Chúng ta có thể sử dụng những câu hỏi như là gì? Where does she live? Who is she? Ok, who is she or who is he? Where does he live or where does she live? Ok, what did she study at the university? Or what did he study at the university? What does she look like? Or what does he look like? Okay, when did he become a famous? Okay, etc. like that. Chúng ta có thể sử dụng những câu hỏi ở phần bài tập số 3. Okay, và sau đó thì chúng ta sẽ click ra phần trả lời. Okay, và chúng ta sẽ ráp lại thành một cái đoạn mô tả về cái người đó, về cậu ấy hay là cô ấy. Và trình bày trước lớp nhé. Okay, we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye.